Để quản lý tốt ngư dân và tàu thuyền đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, đảm bảo công tác phòng chống dịch trong 7 ngày siết chặt giãn cách, ai ở đâu thì ở đó. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang tạo điều kiện cho các trường hợp này thực hiện 3 tại chỗ. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Thống kê từ ngày 16 tháng 8 đến nay, âu thuyền Thọ Quang có 500 tàu thuyền đang neo đậu, trong đó có 280 tàu Đà Nẵng với tổng số người có mặt trên các tàu khoảng 250 người. Ngoài trừ các chủ tàu và thuyền viên có tàu thường trú tại địa phương đã được các địa phương tiếp nhận cách ly tập trung trên địa bàn, thì số còn lại được yêu cầu ở lại trên tàu để thực hiện công tác giãn cách và kiểm tra y tế định kỳ. Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cũng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cung ứng nhu yếu phẩm hàng ngày cho các hộ dân ở lại tàu, đảm bảo thực hiện 3 tại chỗ. Thực hiện cái cung ứng lương thực thực phẩm cho bà con ngư dân hoạt động neo đậu trong khu vực. Thì đối với việc cung ứng thực phẩm thì khi ban quản lý được cử một cái đầu mối là đội điều hành cảng để mà trực tiếp liên hệ với bà con hàng ngày. Khi bà con có nhu cầu thì ban quản lý sẽ xin giấy phép đi chợ của phường Thọ Quang để đi chợ cho ngư dân và dùng cano đưa tới từng tàu một. Và thì phối hợp với trung tâm y tế quận Sơn Trà xét nghiệm cho bà con ngư dân, cán bộ ban quản lý và lực lượng biên phòng làm nhiệm vụ tại khu vực âu thuyền cảng cá Thọ Quang. Trong khoảng thời gian này, các tàu cá Đà Nẵng đang khai thác trên biển có nhu cầu cập cảng cũng sẽ được tạo điều kiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, nhưng trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt. Thì nếu mà cái tàu Đà Nẵng mà nhập thủy sản từ ngoài biển đánh bắt về thì phải tuân thủ theo quy định về các cái thủ tục như là xét nghiệm âm tính, và sau đó là cái người bốc dỡ hàng cũng phải thực hiện đầy đủ các cái điều kiện cần thiết về phòng dịch, và sau đó là đưa người đi cách ly, chỉ để là một người dự tàu lại là trong cái trường hợp ứng phó sự cố xảy ra, và còn lại là đưa cái người toàn bộ thuyền viên đi cách ly. Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang là nơi bắt nguồn của một trong những chuỗi lây nhiễm nguy cơ rất cao trên địa bàn Đà Nẵng. Vì vậy, việc kiểm soát chặt ngư dân và tiểu thương tại đây trong thời gian giãn cách, ai ở đâu thì ở đó, rất quan trọng và cần thiết để có thể cắt đứt được nguồn lây, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh.